Và chúng ta cũng được biết rằng James Cook là một trong những đại học hàng đầu của Úc, đồng thời là một trong 3 trường tốt nhất của Singapore. Cũng rất là nhiều bạn học sinh muốn học MBA tại đây. Như vậy thì với cái kinh nghiệm nhiều năm làm trong ngành giáo dục thì anh Khôi có thể cho các bạn khán giả được biết thông tin về trường cũng như cái điều kiện nhập học của trường được không ạ? Tân Đại Dương là đại diện chính thức của trường ở Úc và Singapore tại Việt Nam. Đại học James Cook của Singapore, viết tắt là GCUS, được thành lập năm 2003, nằm trong hệ thống các khu học xã chính thức của Đại học Công lập James Cook, bang Queensland ở Úc. Tất cả các khóa học hoặc là giáo trình giảng dạy tại GCUS đều đồng nhất với cái giáo trình giảng dạy tại Úc, nhưng mà chi phí lại rẻ hơn và thời gian học cũng ngắn hơn. GCU là một trong 10 trường đại học nhiệt đới hàng đầu thế giới về các khóa học khác nhau, theo như sự bình chọn của Thomson's Essential Indicators, được xếp hạng tiêu chuẩn đại học 5 sao về kinh nghiệm giảng dạy theo như sự bình chọn của World University Guide năm 2006. Và trường cũng là một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới và một trong 100 trường đại học hàng đầu châu Á theo như kết quả nghiên cứu của Đại học Shanghai Jiao Tong năm 2007. GCU Singapore nằm ngay tại trung tâm của Singapore trên cái đường Upper Thompson Road ở gần Amokyo MRT, với những cái phòng học được trang bị hiện đại, phòng máy tính được kết nối Internet miễn phí, thư viện phong phú. GCU cũng là một trong những cái trường đại học đầu tiên đạt chứng chỉ EduTrust 4 năm. Đây là chứng chỉ cao nhất của Singapore về giáo dục. Trường được trang bị mọi phương tiện giảng dạy hiện đại tốt nhất như là hệ thống Internet toàn trường với máy tính xách tay và cá nhân cho từng sinh viên theo học cử nhân, đại học, thạc sĩ. Hệ thống sách chuyên nghiệp, chuyên ngành, hệ thống máy tính, máy chiếu cho từng phòng học, đặc biệt là phòng học khoa công nghệ thông tin với cái hệ thống máy tính được thiết kế đặc biệt cho từng các bạn học luôn.